đó là bắt đầu cái căn nhà của chúng ta từ vật liệu. Nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng, nó làm cho không gian bớt nhàm chán. Nó là hai vật liệu nhưng mà nó đi với nhau như hai người anh em, cái cặp bài trùng. Cho nên là khi mà nó kết hợp với nhau á, cảm thấy rất là nhẹ nhàng, relax. Không có một cái gì miễn cưỡng ở đây cả. Làm cho nhau tăng cái giá trị lên rất nhiều. Thì khi đó cái bức tường của chúng ta sẽ nhìn sinh động hơn. Các bạn tưởng tượng thảy một cái gối nhung lên cái ghế mây đi, nó sẽ không có vô tí nào hết. Thì đây chính là cái điểm hay ho của cái sự kết hợp vật liệu. Nhưng mà nó không phải là tự nhiên người ta kết hợp với nhau đâu, mà tại vì... Chào tất cả mọi người, mình là Jess và các bạn đang theo dõi Cat Studio Channel. Đây là kênh mà tụi mình chia sẻ những kiến thức về kiến trúc, nội thất, kinh nghiệm làm nhà hay sửa nhà. Video mới sẽ được lên sóng hàng tuần vào 8 giờ tối thứ 6 hoặc chủ nhật. Mọi người đừng quên nhấn đăng ký và bấm vào cái chuông nữa để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của tụi mình nha. Cách đây 2 tuần thì tụi mình có làm một cái home tour nhà phố, thì mọi người phản hồi lại cho tụi mình rất là tích cực về cái cách mà tụi mình đã sử dụng vật liệu kết hợp ở trong căn nhà đó. Nếu mà ai chưa xem home tour đó thì mọi người có thể click ở đâu đây hoặc là để dưới description cho mọi người xem. Sự lựa chọn về vật liệu là một trong những cái kỹ năng rất là quan trọng của một nhà thiết kế nội thất, vì nó không chỉ cấu thành cái vẻ đẹp của một cái căn nhà, một cái không gian, mà nó còn đóng góp rất là nhiều vào cái kết quả của cái ngân sách đưa ra khi mà chúng ta làm nhà. Tại vì đơn cử như là một cái bàn thôi mà các bạn làm bằng đá nó sẽ khác hoàn toàn phải làm bằng gỗ, cái giá nó cũng sẽ khác, cái nhìn vào nó cũng sẽ khác, cảm giác khi mà chúng ta ở bên cạnh cái bàn nó cũng sẽ khác. Hoặc là nội đá thôi thì các bạn sử dụng đá marble cũng giá khác, mà đá travertine giá nó cũng khác. Thì cho nên vật liệu là một trong những cái yếu tố hàng đầu mà chúng ta cần quan tâm khi mà thiết kế một căn nhà hoặc là một cái không gian nội thất nào đó. Việc mà hiểu về tính chất của từng cái loại vật liệu là chưa có đủ. Tại Cat Studio thì tụi mình luôn luôn trau dồi cái khả năng có thể ghép đôi hoặc là ghép kết hợp lại các cái vật liệu với nhau. Tại vì không phải cái nào cũng ghép hợp với cái nào hết, mà chúng ta phải có cái nhìn về cả vẻ đẹp lẫn cái tính chất của cái vật liệu ghép với nhau. Nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng như là các vật liệu tương đồng với nhau hoặc các vật liệu tương phản với nhau, nó sẽ tạo ra cái cảm giác khác nhau trong cái design ngay lập tức. Vậy thì video hôm nay Jess sẽ giới thiệu cho mọi người những cái cặp đôi vật liệu. Một là nó tương đồng với nhau, có nghĩa là nó cùng với tính chất mà nó đi đôi với nhau, rất là đẹp. Nó làm cho không gian bớt nhàm chán, bớt một vật liệu. Nó là hai vật liệu nhưng mà nó đi với nhau như hai người anh em. Hai là những cái cặp vật liệu mà nó đẹp sẵn rồi nhưng mà nó đứng cạnh nhau nó còn đẹp hơn nữa, nó còn tôn lên cái vẻ đẹp cho cái vật liệu kia như một cặp đôi hoàn hảo. Thì cái sự kết hợp vật liệu đầu tiên kinh điển nhất đó là gỗ và đá. Đây là một cái cặp vật liệu tương phản. Gỗ thì nó có tính nóng mà đá thì nó có tính lạnh. Thì khi mà đứng gần nhau ở trong một vài cái chủ đích thiết kế, nó sẽ làm cho cái sự kết hợp này đi với nhau rất là hay ho. Ví dụ như là travertine với lại những cái màu gỗ tối, những cái gỗ sồi mà tối màu, hay là những cái gỗ walnut mà các bạn để kế nhau như những cái tòa nhà, những thiết kế của châu Âu cổ điển ngày xưa. Travertine là một cái loại đá mà mọi người có thể thấy rất là phổ biến ở châu Âu. Một trong những cái công trình mà sử dụng đá travertine nhiều nhất đó là Colosseum ở ngay Rome ở Ý. Thì mọi người có thể thấy được cái đá travertine nó đẹp như thế nào, và ngày nay ở trong những cái vật liệu hiện đại về đá, người ta đã có thể làm travertine nhân tạo. Chính vì là nó đã được sử dụng rất là lâu đời nên là gỗ và đá kết hợp với nhau nó sẽ tạo ra một cái nét cổ điển mà không có cái gì thay thế được cả. Và nó bổ trợ, nó cân bằng lẫn nhau giữa tính lạnh và tính nóng. Thì đây là một sự kết hợp mà mọi người có thể thấy trong rất là nhiều design nó có. Tương tự như vậy, gỗ và kim loại cũng là một cái cặp đôi mà Jess vô cùng yêu thích. Tại vì cái bản thân của gỗ nó là một cái sự mộc mạc nguyên thủy, đặc biệt là gỗ tự nhiên nha. Khi mà chúng ta sờ vào cái bề mặt gỗ tự nhiên, chúng ta còn cảm thấy được cái sự sống của nó, cái sự thở của nó. Thì khi mà nó kết hợp với kim loại, không chỉ kim loại là mang cái tính lạnh nữa, mà nó còn đem tới cho cái chất liệu gỗ một vài cái chi tiết mà nó tăng cái tính tỉ mỉ và mắc tiền hơn của nội thất. Cái thiết kế mà có một chút kim loại điểm vào bên cạnh gỗ tự nhiên á, nhìn vào nó sẽ thấy nó mắc tiền hơn hẳn và nó sang hơn hẳn. Khi mà kim loại mà được chế tác, mà được cái bàn tay của con người nhúng vào á, tự nhiên chúng ta sẽ thấy được cái độ thủ công ở trong đó, và chúng ta sẽ thấy được là cái giá trị của cái món đồ này nó tăng lên. Cho nên đây là một cái sự kết hợp mà theo Jess là hiệu quả nhất để làm tăng cái giá trị sản phẩm trong nội thất. Sự kết hợp thứ ba đó là những cái đá mài terrazzo và những cái viên gạch thô.
các bạn có thể thấy là nó cùng một cái vibe, đó là nó đều là những cái vật liệu mà nó có lỗ li ti ở trên đó, nó đều là những cái vật liệu mà thô thấm nước, chúng ta sờ vào chúng ta thấy nó cùng một cái nhiệt độ với nhau, cho nên là khi mà nó kết hợp với nhau á, chúng ta tự cảm thấy được cái sự tương đồng của nó và chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là relax, nó giống như là không có một cái gì miễn cưỡng ở đây cả. Cho nên là các bạn có thể kết hợp gạch để trang trí thêm cho những cái mảng terrazzo bên dưới sàn hoặc là một vài cái bức vách tường, mà thì khi đó cái bức tường của chúng ta sẽ nhìn sinh động hơn rất là nhiều. Thì đây cũng là một sự kết hợp mà Jess rất là yêu thích. Cái sự kết hợp thứ tư mà Jess thích đó là cái sự kết hợp giữa vải nhung và đá tự nhiên. Khi mà các bạn đặt một cái ghế sofa bằng vải nhung á, mà đặt lên trên một cái sàn bằng đá, thí dụ như là đá marble hay đá travertine màu nãy Jess nói chẳng hạn, nó sẽ tăng cái sự giá trị của nhau lên. Có nghĩa là ví dụ như các bạn đặt cái ghế nhung này lên một cái sàn gạch bình thường, cái giá trị nó sẽ khác hoàn toàn so với lại cái vải nhung mà đặt lên một cái sàn bằng đá tự nhiên. Tại vì nhung bản thân nó đã là một cái chất liệu của cái sự sang trọng, giàu sang ngày xưa, mà đá cũng vậy, là một cái chất liệu mà càng ngày nó càng tăng cái giá trị của nó lên. Thì hai cái này kết hợp với nhau nó giống như một cái cặp bài trùng mà chúng ta có thể thấy được là nó đứng với nhau, nó hợp với nhau cỡ nào và nó làm cho nhau tăng cái giá trị lên rất nhiều. Jess có làm một cái bài kết hợp nhung với đá tự nhiên mà Jess generate bằng Midjourney á, ở trên cái blog riêng của mình, mọi người có thể lên tham khảo. Nhung và đá tự nhiên Jess cũng có kết hợp ở trong một cái video clip thử thách thiết kế cải tạo là cái căn phòng khách. Mọi người có thể thấy cái sofa với lại cái bàn của Jess, là mọi người có thể click link ở trên này hoặc dưới này để xem lại cái video clip đó. Thì cái căn phòng khách đó sau khi mà tụi mình cải tạo lại á, thì nó mang một cái vibe giàu sang hơn rất là nhiều, mọi người xem lại ha. Nếu như các bạn không có thích cái sự bóng bẩy, trau chuốt hay là lấm lánh của luxury ở trong nội thất thì các bạn có thể tham khảo các cái sự kết hợp của các cặp đôi mà thô mộc, chẳng hạn như là mây che đan và vải linen, vải canvas tự nhiên. Đối với những phong cách liên quan tới thô mộc, rồi những cái phong cách gần biển, thoáng đãng, những cái lifestyle, lối sống đơn giản, mộc mạc, wabi-sabi, hay là những bạn yêu thích cái sự giản dị, nhẹ nhàng, thì đây là một cái sự kết hợp tuyệt vời. Tại vì đây đều là những cái chất liệu đến thẳng từ tự nhiên ra tới cái sản phẩm luôn, và nó có một cái độ thô ráp, một cái độ nguyên bản nhất định. Cho nên khi kết hợp với nhau một lần nữa, chúng ta lại thấy một cái cặp anh em đứng cạnh nhau mà chúng ta không hề thấy cái sự cố gắng nào hết. Đôi khi chúng ta thảy một cái gối linen lên một cái ghế mây thôi là chúng ta đã thấy hợp rồi. Các bạn tưởng tượng thảy một cái gối nhung lên cái ghế mây đi, nó sẽ không có vô tí nào hết. Thì đây chính là cái điểm hay ho của cái sự kết hợp vật liệu. Chúng ta phải hiểu được là cái vật liệu nào đứng cạnh vật liệu nào nó hay, cái vật liệu nào đứng cạnh vật liệu nào nó bị hơi chọi và nó làm cho mình cảm giác hơi khó chịu. Cũng giống như trong thời trang ấy, thì cái sự kết hợp giữa mây che đan với lại linen nó giống như là sự kết hợp giữa những cái mảnh vải, những cái đầm mà phong cách boho mà kết hợp với những cái sợi dây đeo từ tự nhiên bằng những cái vỏ ốc, vỏ sò hay là những cái viên đá tự nhiên mà layer nhiều lớp, những cái phong cách tóc tai kết hợp với lại cái bộ đồ đó uốn lượn một cách rất là tự nhiên mà không có cần cầu kỳ hay cái gì mà nhìn nó quá công nghiệp hay nhân tạo. Thì đây là một cái sự kết hợp tuyệt vời, mọi người hãy tham khảo. Trong thiết kế nội thất thì mọi người có thể thấy được cái sự kết hợp rất là phổ biến giữa đá marble với lại kim loại. Nhưng mà trong cái quá trình làm của Jess thì bản thân cá nhân mình nha, mình không có thích cái sự kết hợp giữa marble trắng với lại cái kim loại màu vàng gold. Vậy thì nếu như bạn nào giống Jess thì có thể thay thế cái loại kim loại vàng gold đó bằng cái màu brass. Brass là cái kiểu mà bề mặt finish nó đồng hơn, nó ít bóng bẩy hơn, nó ít dàn dựng hơn, cảm thấy trong cái không gian nó gần gũi hơn. Cái việc kết hợp giữa marble với lại cái màu vàng gold mà không cẩn thận rất dễ làm cho không gian nó bị xến. Mà cái độ xến này á, Jess nói ra thì nó dễ gây tranh cãi. Thực ra là đây là cái góc nhìn cá nhân của mình thôi, mình không có đánh đồng bất kỳ một cái thiết kế nào của ai. Còn nếu biết cách kết hợp á, thì mình phải có một cái sự tiết chế và kinh nghiệm xử lý tỷ lệ bề mặt thì nó mới ra được những cái thiết kế mà kết hợp giữa hai cái chất liệu này rất nhiều nhưng mà lại rất là độc đáo và táo bạo. Ngoài ra có một cái loại đá mà kết hợp với kim loại rất là đẹp, đó là travertine. Một lần nữa thì đây là một cái loại đá mà tại vì hồi xưa ở châu Âu họ đã sử dụng rất là nhiều ở trong tất cả những cái công trình mà lớn và nổi tiếng, cho nên nó trở thành một cái vẻ đẹp kinh điển. Cái bề mặt mà nó sần sùi và nó có cái đường vân rất là thanh lịch á, và cái màu sắc nhã nhặn của nó làm nên cái vẻ đẹp của đá travertine. Thì khi mà nó kết hợp với một chút xíu kim loại á, nó gần giống như là cái sự kết hợp giữa gỗ tự nhiên và kim loại vậy. Nó tăng cái vẻ đẹp
mắt tiền của viên đá lên, nó tăng cái vẻ đẹp tinh tế của bàn tay con người đưa vào những cái vật liệu tự nhiên. Cái video ngày hôm nay đưa ra những cái cặp vật liệu như vậy á, để mọi người hiểu được là à, ngoài cái việc là chúng ta nghĩ là mình thích cái phong cách gì á, mình bắt đầu với vật liệu cũng là một cái ý tưởng không có tồi. Tại vì bản thân Jess á, khi mà làm một cái thiết kế nào đó mà mình tâm đắc á, là Jess hay bắt đầu từ vật liệu nhiều hơn là bắt đầu từ không gian. Tại vì vật liệu nó sẽ bắt đầu nó tạo cảm hứng ngay cho mình. Thì cái này là cá nhân mình thôi. Mình sẽ có một cái khay, xong rồi mình pick những cái vật liệu mà mình thích lên, rồi mình pair nó với nhau, mình ghép đôi nó với nhau, mình coi coi cái ghép đôi nào nó ưng mắt mình. Rồi xong mình bắt đầu mình tưởng tượng ra là cái không gian đó mình xài bao nhiêu phần trăm của cái vật liệu mình thích đó. Rồi sau đó mình mới bước vào, mình chia không gian và bắt đầu mình áp dụng những cái vật liệu này lên. Thì cái con đường đi từ vật liệu á, nó sẽ đảm bảo cho mình được một cái việc, đó là cái sự đồng nhất của cái mình thích đưa vào trong không gian sống, thay vì là chúng ta chọn từ phong cách. Tại vì đối với Jason, tất cả những cái liên quan đến phong cách nó đều là những cái theo dòng thời gian lịch sử đưa về, mà mình thì mình tôn trọng cái cá nhân hóa nhiều. Vì vậy cho nên để mà không có bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố về phong cách hay định nghĩa từ trước đến giờ, thì mình luôn đi từ những gì mình thích, từ chi tiết, từ vật liệu, từ những cái mình sờ, mình cảm nhận trước, rồi sau đó mình mới tưởng tượng ra dần, và chúng ta sẽ ra được cái căn nhà của chúng ta đúng ý hơn. Thì đó là cái flow làm việc mà chắc nghĩ là cũng ít phổ biến, nhưng mà đây cũng là một cái buổi chia sẻ để mọi người có thể hiểu thêm, tham khảo thêm cái cách làm này của chắc xem nó có hiệu quả hơn hay không. Đó là bắt đầu cái căn nhà của chúng ta từ vật liệu. Nếu mà các bạn không có thời gian để mà tìm hiểu tất cả các vật liệu trên đời này thì có thể tham khảo tới những nhà thiết kế nội thất hay kiến trúc chuyên nghiệp. Tại vì bản thân họ, cả cái sự nghiệp của họ làm việc với vật liệu, làm việc với những cái hình khối, những cái tính chất của từng cái loại vật liệu một, họ sẽ hiểu và họ sẽ gom thông tin lại cho các bạn rất là nhanh chóng để có thể đem lại được cái kết quả nhanh nhất và hiệu quả nhất cho mọi người trong cái quá trình thiết kế và xây dựng căn nhà cho mình. Cảm ơn mọi người đã coi đến đây và hẹn mọi người ở video lần sau. Đừng quên subscribe cho Jess và không quên ấn vào cái nút like ở bên dưới để video càng được lan tỏa nhiều hơn. Cảm ơn mọi người.